Xin chào mọi người, rất vui được gặp lại mọi người trong Xanh 247 tuần này. Không làm mất thời gian nữa, chúng ta hãy cùng đến với tin tức đầu tiên thôi. Một thương hiệu tẩy nhựa nước uy tín đến từ châu Âu, tẩy nhựa nước EK mang dáng vẻ sang trọng, chất lượng uy tín, làm mát dày máy của bạn một cách hiệu quả, nay đã về. Và Phong Cách Xanh rất hân hạnh trở thành nhà phân phối cho sản phẩm này, cùng mình nghĩ qua em ấy nhé. Là bộ loa được săn đón nhiều trong thời điểm hiện tại, loa RT Katana 7.1 có những thông số đáng chú ý như công suất RMS 75W, cao nhất có thể lên đến 150W, trang bị công nghệ âm thanh độc quyền và LED RGB sẽ hấp dẫn bất kỳ ai. Chất liệu của chiếc loa này bằng nhôm nhé các bạn, nếu muốn trải nghiệm thì đến Phong Cách Xanh ngay thôi nào. Màn hình đeo U2718Q 4K IPS đã về, là một chiếc màn hình với độ phân giải 4K với mức giá không thể rẻ hơn là 13.690.000 đồng. Đeo U2718Q nên trở thành một sự lựa chọn đáng tham khảo chứ nhỉ. Kèm màn hình mới nhất từ AMD đã về hàng, không quá lộng lẫy nhưng ai cũng phải ngắm nhìn. Nếu bạn ngại cài AMD thường bị nóng thì RX VGA64 Water Cooling đã được trang bị tản nước để khắc phục hoàn toàn nhược điểm. Và số lượng sản phẩm về trong đợt đầu tiên này là cực kỳ ít, hãy nhanh tay sở hữu chúng thôi nào. Đó là một số thông tin mà Xanh 247 muốn gửi đến các bạn trong tuần từ ngày 10 tháng 9 đến ngày 16 tháng 9. Và sau đây mình xin công bố với chơi trị giá 700.000 đồng đã thuộc về bạn Nguyễn Văn Thành Công. Xin chúc mừng bạn, comment của bạn sẽ được xuất hiện vào số thứ 3 của Xanh 247 được phát sóng vào tuần sau. Nếu sau 3 ngày bạn Công không đến nhận quà thì voucher này sẽ được cộng dồn vào phần thưởng của tuần này nhé. Và món quà của tuần này là chuỗi Asus sẽ dành cho chủ nhân có thể trả lời được câu hỏi sau. Sản phẩm RX VGA64 Water Cooling xuất hiện trên bảng tin. Theo bạn dự đoán số lượng sản phẩm về đợt đầu tiên này là bao nhiêu? A 2, B 4, C 6 và D là 8 sản phẩm. Hãy comment ngay bên dưới nhé. Like và đăng ký kênh để Xanh 247 có thể ra nhiều video tiếp theo nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin sau.